Thưa quý vị, hàng năm Việt Nam sản xuất hơn 53.000 tấn mật ong, nhưng sản lượng xuất khẩu chỉ dao động khoảng 57%. Bên cạnh đó, giá trị mật ong của nước ta cũng không cao. Nếu như mỗi lít mật ong sản xuất tại Mỹ có giá khoảng 8 đô la Mỹ, thì mật ong xuất khẩu của nước ta chỉ khoảng 1,7 đô la Mỹ. Một trong nhiều nguyên nhân chính của tình trạng này là do chất lượng đa phần mật ong thu hoạch của nước ta còn lẫn lộn giữa mật ong và mật hoa. Và để giải quyết vấn đề này thì sử dụng thùng kế sẽ là một biện pháp rất hữu hiệu. Cụ thể ra sao xin được mời quý vị cùng theo dõi trong tiểu mục Mách nhỏ nhà nông ngay sau đây. Đây là những thùng nuôi ong tại Trung tâm Nghiên cứu ong và nuôi ong nhiệt đới, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Khác với những thùng ong thông thường, những thùng ong này có tới 2 tầng. Theo kỹ sư Phạm Thị Bích Phương, đây là những thùng ong kế. Nuôi ong trên những thùng như thế này cho hiệu quả và chất lượng mật thu hoạch cao hơn cách nuôi ong thông thường rất nhiều. Tôi thấy là nuôi ong thùng kế nó sẽ tốt hơn là khi nuôi ong ở tầng dưới. Bởi vì khi mình quay mật á, mình quay mật ở tầng trên thì sẽ không ảnh hưởng gì đến cái sự sinh hoạt hay là cái sự đẻ trứng hay là nhộng nhủng ở bên dưới, tầng dưới, nghĩa là không ảnh hưởng gì đến tổ ong cả. Đây là một cái thùng ong truyền thống của vẫn thường xuyên đang ở khai thác của bà con nuôi ong. Là đây là cái thùng chệt mà chúng ta gọi là khai thác một cách truyền thống như vậy, thì khi khai thác thì nó có cái bất lợi là chúng ta sẽ rũ toàn bộ cái cầu ong ra, rũ kết con ong là chúng ta nhấc lên đây, con ong phần ong đang luyện mật rồi phần ong đang nuôi rồi con chúa đang đẻ trứng, không đây con chúa đây, con chúa đang đẻ cũng bị rũ xuống, không thì như vậy là đàn ong nó bị rối loạn tất cả như vậy. Rồi chúng ta thấy là chúng ta lại cần chặn cái cầu xuống dưới đất như thế này. Do đó mà khi chúng ta khai thác như thế này 2-3 vòng quay mật thì sẽ làm cho giảm cái thế đàn xuống. Vì vậy nên là khi khai thác 3 vòng, 4 vòng thì như vậy là đàn ong sẽ kém đi từ 5 cầu hay là từ 7 cầu xuống chỉ còn 2-3 cầu. Không chỉ tránh gây xáo trộn đàn ong khi thu hoạch, mật ong thu hoạch từ thùng kế còn cho chất lượng cao hơn hẳn. Bằng mắt thường có thể thấy ngay sự khác biệt. Cái ưu điểm của mật ong thùng kế là như chúng ta thấy là nó làm mật chín hoàn toàn. Và cuối cùng là chúng ta chỉ khai thác là hoàn toàn là mật thôi. Và hai nữa là cái khai thác mật này thì người tiêu dùng sẽ thấy thôi. Tôi để một hồi là mật ong nó lên ga, ngay bây giờ vừa mới quay xong mà nhìn hai cái đã khác nhau, là một cái lên ga này, một cái là trong veo như thế này, một cái đục và nhợt thế này. Rõ ràng màu sắc của nó là cái này là có lẫn nhiều cái mật hoa vào. Mật ong là món quà dinh dưỡng quý giá nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Tuy vậy, cách chúng ta khai thác và sử dụng sản phẩm này sẽ quyết định chất lượng mật ong thu được. Theo đó, việc nuôi ong trong thùng kế sẽ là giải pháp giúp mật ong Việt Nam nâng cao uy tín và làm chủ được giá bán ra thị trường. Thưa quý vị, xâm nhập mặn năm 2019-2020 tại đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là xuất hiện sớm. So với năm 2015-2016, mặn năm nay xuất hiện sớm gần một tháng, còn so với trung bình nhiều năm thì sớm hơn khoảng từ 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng rưỡi. Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, thời điểm này xâm nhập mặn đã tác động đến 10 trong số 13 tỉnh thành tại đồng bằng sông Cửu Long. Và trước nguy cơ hạn hán xâm nhập mặn lịch sử ở đồng bằng sông Cửu Long, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương trong vùng tiếp tục chuyển đổi thêm 50.000 ha lúa sang các cây trồng khác để không bị thiệt hại. Hiện đã có 71 trong số 137 huyện thị, tức là quá nửa đơn vị cấp huyện tại đồng bằng sông Cửu Long bị mặn xâm nhập. Tổng diện tích bị ảnh hưởng xâm nhập mặn đã lên gần 1.870.000 ha, cao hơn vùng ảnh hưởng của năm xâm nhập mặn lịch sử 2016, gần 50.000 ha. Hiện toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long còn trên 300.000 ha diện tích lúa đông xuân chưa xuống giống, tập trung tại các tỉnh ven biển như Trà Vinh, Long An, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Tiền Giang. Nhiều nhất tại An Giang còn trên 94.000 ha chưa xuống giống. Trước tình hình hạn mặn đến sớm hiện nay, lãnh đạo Cục Trồng trọt cho biết sẽ đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương chuyển đổi thêm 50.000 ha lúa đông xuân sang các loại cây trồng khác tiết kiệm nước và thích ứng với hạn mặn. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác.
Thưa quý vị, cuối năm 2019, trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ, lượng dòng chảy đang thiếu hụt từ 20 đến 80% so với trung bình nhiều năm. Các hồ chứa, hồ thủy điện vừa và lớn trên toàn quốc đều không đạt mực nước dâng bình thường. Trong đó, tổng dung tích 3 hồ chứa Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà chỉ đạt từ 65 đến 85% dung tích thiết kế. Đây là con số mới được Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia công bố. Vụ đông xuân năm 2019-2020, vùng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ gieo trồng hơn 500.000 hecta, trong đó diện tích gieo cây lúa có nguy cơ khó khăn về lấy nước vào khoảng 7.400 hecta, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Ninh. Diện tích có nguy cơ bị hạn rất khó khăn về lấy nước là khoảng 3.700 hecta. Thưa quý vị, trước thông tin Nhật Bản mở cửa cho quả vải thiều Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này, những ngày qua người trồng vải ở Hải Dương rất vui mừng và phấn khởi. Và hiện tại thì những người nông dân tại đây đang rất là mong muốn các cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn để chủ động đón bắt cơ hội, nâng giá trị quả vải và mang lại thu nhập cao. Toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 10.000 hecta vải, tập trung ở huyện Thanh Hà và thành phố Chí Linh, trong đó trên 300 hecta vải được chứng nhận Việt Gáp và trên 80% diện tích đang sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Và hiện đã có 13 vùng trồng với diện tích hơn 130 hectare được cấp mã số xuất khẩu đi các thị trường Mỹ, Úc, EU và Hàn Quốc. Nếu điều kiện thời tiết năm nay thuận lợi, năng suất vải trung bình ước đạt khoảng 11 tấn một hectare, cho lợi nhuận 150 đến 160 triệu một hectare. Cây vải được xác định là cây ăn quả chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao của địa phương này. Thưa quý vị, giáp Tết không khí buôn bán ở các làng hoa cây cảnh luôn nhộn nhịp. Mấy ngày qua, bà con trồng hoa cúc mâm xôi tại làng hoa Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp đang rất phấn khởi vì đang có nhiều thương lái từ các tỉnh thành về tận các vườn của họ để săn mua cúc mâm xôi phục vụ Tết với giá rất cao. Và do cúc mâm xôi là loại hoa nở kéo dài hơn một tháng, thế nên thời điểm này không ít khách hàng đã mua về để chơi dịp Tết dương lịch kéo dài cho đến Tết Nguyên đán. Giá mua tại vườn với những chậu hoa cúc mâm xôi nở sớm bán dịp Tết dương lịch là 180.000 đồng một cặp, tăng khoảng 20.000 đồng một cặp so với năm ngoái. Riêng các chậu cúc nở đúng Tết Nguyên đán cũng đã được các thương lái đến đặt cọc trước với giá dao động từ 180.000 đến 220.000 đồng một cặp, tùy vào chất lượng hoa. Năm nay, dân làng hoa Sa Đéc trồng khoảng 250.000 giỏ hoa cúc mâm xôi phục vụ thị trường Tết, tăng khoảng 50.000 giỏ so với năm ngoái. Năm nay, thương lái đến sớm và nhiều hơn so với mọi năm do mặt hàng cúc mâm xôi chỉ có hai địa phương có thế mạnh là làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp và Cái Mơn ở Bến Tre.